Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn vào bếp làm một món ăn sáng mà có cải bông cải xanh nè các bạn. Loại bông cải súp lơ xanh này rất tốt cho sức khỏe mà chắc các bạn đã cũng từng nghe nói đến. Đặc biệt mình xin mách các bạn cách ăn thông minh đối với cái bông cải này để không bỏ đi các cái chất dinh dưỡng của nó, đó là chúng ta ăn cái thân và cái lá để có nhiều chất xơ và vitamin hơn là cái bông đó các bạn. Cho nên khi chế biến các bạn đừng có bỏ cái lá và cái thân nha các bạn. Rồi hôm nay cho ăn sáng bún gạo xào nha các bạn. Rồi cùng vào bếp và chế biến món ăn ngay thôi các bạn ơi. Rồi bắt đầu coi đầu bếp ướp gì vô và bún đây. Mình đem vô bún gạo các cái loại gia vị là tương ớt nè các bạn, rồi tương đen nè, dầu hào, nước tương, rồi mình trộn đều lại cho nó thấm gia vị rất là ngon. Đây là cái chế biến theo cái khẩu vị của nhà hàng Nhật đó các bạn. Rồi tùy theo mỗi gia đình mình ăn mặn hay ngọt thì tùy theo mình nêm nếm ha. Giờ mình giới thiệu cho các bạn thêm về cái món bún gạo xào với bông cải này, tại vì cái bông cải này rất là tốt cho sức khỏe. Với 200g bông súp lơ này nó sẽ cung cấp được 2,6g chất xơ đó các bạn. Với đặc điểm với chất xơ này thì nó giúp tốt cho cái hệ tiêu hóa và chống táo bón, ngăn ngừa được ung thư. Và trong một tuần nếu mà ăn 4 lần thì đối với nam giới thì có thể là giảm được cái ngăn ngừa được cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt đó các bạn. Rồi một điều tốt nữa là nó có chất chống lão hóa, chống oxy hóa và cho đó và tốt cho sức khỏe tim mạch. Và những người có bệnh tiểu đường thì nó cũng là bảo vệ cho mạch máu, bệnh mạch máu do bệnh tiểu đường gây ra. Ngoài ra cái chất xơ của bông cải này nó cũng có rất là ích lợi cho cái hệ tiêu hóa, là nó làm chậm quá trình tiêu hóa để hấp thụ chất dinh dưỡng được tốt hơn và giúp cho giảm được cholesterol trong máu và đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường. Trước khi vào chế biến cái món này thì mình cũng có lưu ý các bạn một số vấn đề. Thứ nhất là đừng có cắt nhỏ trước khi rửa, mình rửa trực tiếp xuống vòi nước, mình ngâm muối khoảng 5-10 phút rồi mình rửa các bạn. Vì nếu cắt nhỏ thì mình dễ làm mất vitamin trong cải. Và muốn ăn bắp bông cải tươi ngon, chúng ta ăn theo mùa vụ. Bông cải xanh này là từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 là mùa vụ của nó đó các bạn. Ăn đúng mùa vụ chúng ta sẽ có những bông cải tươi non và không có bị thuốc trừ sâu. Và nhất là giá cả được rẻ. Và lưu ý nữa là mặc dù nó có tốt cho sức khỏe nhưng mà ăn nhiều quá thì nó cũng dễ gây đầy bụng đó các bạn. Và thêm một lợi ích quý giá nữa đó là chiết xuất từ cái bông cải xanh này nó có tác dụng để làm ngăn ngừa và giảm được cái nguy cơ ung thư da, vì nó là cái chất này nó đã làm chậm và phát tán các tia tử ngoại. Rồi bắt chảo lên nè các bạn, bỏ chút xíu vào thôi rồi mình xào. Và những người bệnh gút thì cũng không được dùng bông cải xanh này. Các bạn cần lưu ý là khi chế biến chúng ta không có sử dụng nhiệt độ cao, vì như thế nó sẽ làm mất đi vitamin của bông cải đó các bạn. Các bạn cũng có thể dùng tỏi thay cho hành cà tím nha các bạn. Buổi sáng nghe mùi xào nấu thơm và hấp dẫn quá các bạn ơi. Xào cho bông cải nó thấm ăn mới ngon các bạn. Nếu ấy mình cho thêm chút nước tương lên lặn lặn gà nhìn cái màu nó đẹp lắm các bạn. Bỏ chút xíu nước tương lặn lặn chút để cho mình xào cho bông cải lại rồi nó thấm. Cái sẻn rồi.
cẩn chút đấy. Các món xào này thì mình càng trộn đều nó càng ngon, càng thấm đầy đủ gia vị nha các bạn. Cái đũa cho nó dễ nha các bạn. Đó. Mình bỏ thêm cái trứng vô hồi nãy đó các bạn, mình nãy mình chưa có quay đủ, giờ bắt đầu mình bỏ hành ngò vô mình trộn lại nè các bạn. Xong hoàn tất rồi đó. Đó. Bún nó đầy đủ, nó đủ hết mùi thơm rồi, nó ngấm thấm gia vị đầy đủ hết, ngon lắm các bạn. Nóng nóng sốt thơm. Tiêu nữa ngon lắm các bạn, mà thôi mình cũng hơi hạn chế ăn tiêu này. Nóng cho nên mình nhà mình cũng có xài tiêu ít lắm, ăn nếu có thì ngon. Tùy theo mình làm gì mình cho các bạn xem cái này ha. Bỏ tí tương ớt thôi ha. Súp lơ xanh này cũng cung cấp cho cái chất xơ, và trong đó có chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan thì nó giúp cho cái quá trình của đường tiêu hóa chống táo bón và các vấn đề về tiêu hóa. Còn chất xơ hòa tan thì nó lại là một chất gel để làm chậm quá trình tiêu hóa, để mà hấp thu tốt cái chất dinh dưỡng, và chế độ ăn giúp giảm cholesterol trong máu và đường huyết, và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đái tháo đường. Chúc các bạn có được một buổi ăn sáng nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn nhớ đăng ký, like, share để ủng hộ mình và nhận được những video hay và mới nhất nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha.